Alo, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt cái SQL Server của Microsoft cũng như vài cái hai cái công cụ mấy công cụ làm về Data Warehouse và Data Mining của Microsoft. Người ta gọi là cái SQL Server Analysis Service. Đây là một cái công cụ này. Thế là cái công cụ liên quan đến SQL Server Analysis Service. Đây là cái công cụ làm về mining, làm về OLAP. Còn còn SQL Server Integration Service tức là công cụ làm về warehouse, làm về ETL. Còn đây là cái dịch vụ SQL Server Reporting Service để làm báo cáo. Thì đầu tiên á, là ta sẽ cài cái SQL Server trước, rồi ta sẽ chạy setup. Thì trong cái chỗ này là ta sẽ chọn một cái bằng installation cài đặt này, và chọn cài một cái server mới. Chọn cái trên này thì cái này thì các bạn có một vài cái chú ý ở trong quá trình cài, nó cũng đơn giản thôi, là next next thì nó kiểm tra các cái platform xem thì có, nếu thiếu người ta cài thêm thôi. Next, ở trong này là các bạn sẽ cài thêm một cái mới, vì máy của tôi là có cài một cái rồi, cho nên các bạn là ở đây nó có ở dưới này, còn máy các bạn chưa có thì thôi, ở đây ta sẽ cài thêm một cái mới đây. Ở đây là cái có cái key rồi thì các bạn bấm net thôi. Thì chỗ này là ta chọn cái SQL Server Future Installation thôi. Chỗ này là các cái dịch vụ của SQL Server, thì các bạn cần cái nào thì các bạn chọn. Tôi chọn hết nhé. Đây tôi chọn hết thì các bạn là các bạn chọn Net thôi. Các bạn chọn Net thì cái chỗ này á là các bạn gõ một cái tên. Tại vì cái của tôi là có cài một cái instance name mới rồi, trước đây là SQL Server, Microsoft SQL Server. Còn các bạn cứ đặt ví dụ như là các bạn đặt cái tên gì đó. Còn nếu mà các bạn lần đầu tiên cài thì nó sẽ có cái tên mặc định là Microsoft này, SQL Server, thì các bạn lấy cái tên này cũng được. Nếu lần đầu tiên thì các bạn sẽ thấy chỗ này xuất hiện cái từ này, tôi là Data Server. Tôi đặt cái tên ví dụ như thế, trước cái NV đi. Thì cái này thì các bạn đặt cái tên như thế thì tùy. Ở đây net net thì chỗ này các bạn đây là các cái tài khoản, thì các bạn net vô. Thì chỗ này các bạn chú ý cho tôi là có hai cái chế độ, một cái chế độ là xác thực bằng Windows, và cái chế độ là hai là Mixed Mode. Mixed Mode tức là cái chế vừa xác thực Windows còn vừa xác thực cái tài khoản SA tức là có cái tên là viết tắt chỉ là System Administrator, tức là cái người quản trị. Thì các bạn gõ mật khẩu vào đây thôi. Các bạn gõ cái mật khẩu vào đây. Chỗ này thì các bạn bấm cái Add Current User, thêm cái Current User vào. Thêm cái Current User vào đây. Thì các bạn bấm Next. Sau đó các bạn thêm cái Current User vào. Bấm Next thôi. Thì chỗ này các bạn chọn cài đặt và cấu hình luôn. Ví dụ thế. Thì chỗ này là sau này thì bây giờ là đến đây thì các bạn chỉ bảo install là nó sẽ chạy. Install thì các bạn sẽ bấm install là nó sẽ chạy thôi. Và các bạn đợi tùy theo máy tính, các bạn đợi vài phút thì nó sẽ cài xong. Máy của tôi cài rồi cho nên là tôi không bấm install nữa. Các bạn chú ý cho tôi là trong quá trình cài có một số các máy tính nó bị lỗi là cái Net Framework 3.5 này á. Nếu các bạn sẽ gặp và đến cái trước khi mà nó cài thì nó sẽ kiểm tra các framework, mà nếu có một số cái máy mà nó ghi cái chữ là nó không cho cài và nó yêu cầu các bạn phải cài đặt cái framework 4.5 này, thì các bạn chỉ cần vô trong Microsoft thì các bạn chỉ cần ghi là Net Framework cái framework 3.5 thì thôi. Thì các bạn nếu máy nào thiếu thì các bạn chỉ cần vô nó báo là phải cài cái Net Framework 3.5, thì các bạn chỉ vô gõ ra là các bạn bấm vào đây
thì các bạn sẽ down cái nét framework 3.5 này xuống. Đây, down cái nét framework 3 xuống rồi các bạn chạy cái nét framework 3.5 này trước khi các bạn install. Thì đó là cái chú ý mà các bạn cần. Thế thôi. Là cái thứ nhất là sau khi các bạn cài cái SQL Server này rồi á, thì khi bạn các bạn install thì các bạn đợi khoảng 3-4 phút gì đó thì nó sẽ cài xong, tùy theo cái tốc độ của máy tính nha. Thì khi cài xong cái này á thì các bạn tôi không cài nhé, tại vì tôi đã cài rồi. Thì ta sẽ thấy cái phần là cái SQL Server của nó như sau, tức là SQL Server đây, thì cái này đây thì các bạn sẽ cài xong cái SQL Server Database Engine này, tức là cái mà Management Studio này đây, thì các bạn cài xong. Thế thì khi cài xong á thì các bạn đây là cái database để quản lý về Database Engine thôi. Thế thì sau khi cài xong thì các bạn sẽ cài cái tool của Microsoft để làm cái data mining và data warehouse. Thì các bạn cũng sẽ vô các bạn chạy các bạn vô cái chỗ cài này, các bạn có thể bấm install lần nữa thôi. Bạn bấm setup một lần nữa. Thì cái chỗ này á thì các bạn sẽ vô cái chỗ này này, tức là cái tool này này. Trên cái menu tool này này thì các bạn sẽ thấy nó có một cái chỗ người ta gọi là SQL Server Data Tool, SQL Server Data Tool và Business Intelligence. Thì đây là cái tool làm về warehouse và mining của Microsoft đây. Thì các bạn bấm vào đây, các bạn nhớ cái có cái nối internet nha. Thì các bạn bấm vào đây, các bạn nó sẽ có cái nối internet thì nó sẽ chỉ cho các bạn một cái website để download cái file này về. Download cái file này về. Thì cái file này các bạn bấm download thôi. Thì cái file này nó download nó có khoảng 1 GB lận, và các bạn đợi cho nó download xong cái file này về thì các bạn chú ý rất đơn giản là gì, rất đơn giản là ở đây tôi download rồi cho nên tôi không tôi tắt nhé. Thì các bạn chỉ đợi nó download hết cái file này về rồi thì cái file này chính là cái file trong download này đây. Thì cái file này đây thì các bạn chỉ cần bấm các bạn chạy thôi. Thì các bạn chạy thì cái này nó rất đơn giản là nó chỉ nét nét miết thì nó không là nó xong, nhưng mà các bạn chú ý là trước khi mà nếu các bạn vừa cài xong SQL Server như hồi nãy mà các bạn cài cái này thì nó yêu cầu phải khởi động lại máy tính. Thì các bạn đau về các bạn khởi động lại máy tính và các bạn chạy cái này thì các bạn chỉ bấm net 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 vài lần là nó sẽ xong. Thì khi mà cài xong á thì các bạn sẽ thấy nó có một cái công cụ nó gọi là SQL Server Data Tool. Đây thì cái tool này đây. Thì cái tool này á khi các bạn cài lên thì các bạn sẽ new một cái project mới nhé. Thì các bạn sẽ new một cái project thì các bạn sẽ thấy là đây là cái dịch vụ làm về analysis service của Microsoft này, rồi SQL Server Data. Đây là cái dịch vụ về analysis service, là cái tool BI của Microsoft Business Intelligence. Thì đây là cái chỗ này á là cái project này là làm về mining, làm OLAP, làm về các cái mô hình dự báo. Còn cái này là integration service, tức là làm về ETL. Còn cái này là reporting service. Thì đó là cái tool để cài đặt mấy cái này. Và nếu các bạn muốn sử dụng cái này á thì các bạn có thể xem các cái video hướng dẫn của tôi. Các bạn sẽ các kênh, nhưng mà tôi có một cái kênh chuyên hướng dẫn về warehouse, về mining, về phân tích dữ liệu. Thì đây là tôi giới thiệu cho các bạn cái kênh để hướng dẫn cái tool này. Thì các bạn sẽ vô trong cái kênh của tôi về phân tích dữ liệu này, thì trong này nó có rất nhiều cái kênh để làm về phân tích dữ liệu. Thì trong đó có một cái kênh làm về warehouse và mining, tức là data warehouse và data mining này, tutorial. Thì các bạn có thể xem các cái hướng dẫn để sử dụng cái tool này ở trong cái mục này, ví dụ như làm sao để làm ETL, làm sao để phân tích OLAP, làm sao để làm các cái mô hình dự báo, phân tích data mining với SSIS, tức là Microsoft Analysis Service. Còn cái này tính là Microsoft Integration Service. Chúc các bạn thành công.